Em thì sáng nay bonsai VN, bonsai quý yên cũng được mấy anh em. Hai cây là một, mình giao lưu với mấy em một cây xâm trái, nó rất là già rồi mấy anh em, nuôi cũng rất là lâu rồi ha. Cái mà cắt này nó không phải muốn liền rồi. Đó, và đây là cây xâm trái, hiện tại thì nó đang có trái, cho trái anh em đang thấy đây. Ok mấy anh em ha, thì anh em cần giao lưu cây này, liên hệ về bonsai VN, số điện thoại Zalo 093 241 1987 mấy anh em. Cái cây này nó có hoành tàn ngang gần tới 80, hoành tàn ngang tính từ cái đỉnh về kia nè, chiều cao của nó tầm khoảng 62 đến 63 cm nè, hoành thân của nó rất lớn mấy anh em, hoành thân cây sam khai thác nè, được không? Đó, tầm khoảng 23 24 cm nè mấy anh em, thế nó này, thế này để tự nhiên nha, không có chích lá chích rễ xuống nha. Cây này là không có bị bọng lũa bể gì hết nha mấy anh em. Cây này cây cốt đặc luôn và lên luôn, các cò thứ cấp mà nuôi thôi. Đây em nhìn nè, dàn xương cây này coi cực chì ha, để thẻ rong và cắt giật hết rồi, chỉ còn có giữ cái nhánh để cho nó đổ xuống thôi. Đó, anh em cần cái này inbox về bonsai VN, số thoại Zalo 093 241 1987 mấy anh em. Cái xem trái nè, xương rộng lắm mấy anh em, dàn xương ngang này rất là rộng. Mình thấy không? Dàn chóp, dàn xương ok hết nè. Rồi, anh em cần giao lưu cây sâm trái alo mình, sâm trái khai thác nha mấy anh em. Đây, co bay của nó đây, đây. Cắt co đây, nuôi ra, nuôi xuống ha. Anh em mình thích thì giờ chuyển chậu vô tư ok ha. Rồi, cảm ơn mấy anh em đã xem video. Anh em cần cứ alo với mình, số điện thoại Zalo 093 241 1987 nha. Cảm ơn mấy anh em đã xem video.